Làng Hài mở hội mừng xuân tiếp tục hội ngộ với quý khán giả với chủ đề tình xuân. Đầu năm hoa lá xôn xao nở như đón chào, nhờ anh tin đoán năm nay duyên nợ thế nào. Phần nghèo chẳng dám ước cao, chỉ cần tình nghĩa với nhau. Nếu ai tâm đầu ngỏ lời làm nên danh ngôi. Nữ hoàng nước đá Elsa, ta biết con hai người nó đã đi theo nữ hoàng nước đá. Hả? Thì đó nó đi qua nhà bà hoàng mấy nước đá đầu hẻm nhà mình chơi. À. Bây giờ muốn được có quà thì nhắm mắt lại rồi cầu nguyện. Dạ, cầu nguyện trời Phật làm ơn cho ông táo không tặng cho con 100 đô. Làng Hài mở hội mừng xuân chủ đề tình xuân phát sóng vào lúc 21 giờ ngày 2 tháng 2 năm 2017 nhằm mùng 6 Tết trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.